Sum chơi những cái chỗ. Ông chung đây cả mặt to cái chung là cả nền tảng thì sạm là cả đánh đáo hay kia cái mặt to đi. Ông nhìn đây sắp đập sắp khai cầm rồi bỏ sắp xây KW thổm bay cứ chung mùa mồm nay hạc chẳng một trầy lục mồm nấy ta lục mồm mồm nấy anh chẳng chỉ cả trầm trơ tí bạn chỉ cả trầm trơ thiền lục chăm mơ thành nhà phượng mà thành điều bàn micro nâng viền miền phượng xong lục miền bắc sa làm bài bàn sầm lầy những sầu từ nè bộ phái bàn bộ phái hay phí kịp xây chết để bàn chỗ rùm được không đồng nào ca này tệ vị thí tiếng ca đồng nào ca tiếng sản áp ní khi mình chân chết bỏ tế mình khám phá răng được ông lý để kì ách bỏ phải bàn ta lục mình chung mô mồm này anh chẳng chỉ ca trầm trời đại tế bạn chỉ ca trầm trời miền chmu hai cầu đại rư tế miền lục đại miền prai chmu xây chết cầu bị chmu nay đại rư tế chmu cầu cứ chan lục mồm nấy đó chín năm nít ta lục miền ở dụ phần màn hơi nhóm miền ở dụ chất tập bùng mùi chín năm hơi sắp thay ní lúc miên tì lùm nư nư tì kì lây nà đá sắp thay nhóm nư phùm chăm ca là hông khùm xâm pư khùm ta tra sọc xâm pư lún khát bát mòn sắp thay ní lúc bà có một bộ rộng xì ở vây đá sắp thay ní khám cha hơi khám ổn miền thơ ấy thì. Lúc mồm này tam đọc bài ca đọc bọc làm chi sạm nạc ca tha lúc mần miên châm non nhiệt lộ hất ở rưu cơ nhiệt đập bốn rưu giả bọt chỉ mùi nâng phía kỳ nà mùi nề rương cơ đây ni tì hơi tha lúc bàn sạp bọt ở rưu hơi chi ca bất đai tí nít chưa cá bớt khănông
niêm lục chư sạ xây đài ông dùm rẻ anh chư chôn mộc đò sạ khai căm nơi dù buộc mục ông dùm rẻ lục miền cả nơi dạy cách trời nị dây tại cả nạ đại bất đại lục bàn đăng bàn lư bàn khơi chôn ông sạ bà cả hay không niệm lục chia sẻ xây lục ai bắt được xây không cài chay từ những sầm núa rư ca xong ở phứ ông na hầm nang na mùi rư chay đại nom ơi đã bẩn tục đã bị rốt hiệp từ lơ khuôn lục cứ sất mình thưa sạ cây cam bờ chăng khuôn ai miền này tha đời xa tay chầm lời rư ông na hầm nang nu nom ơi lục nâng trời từ tu rồng ca cho bậc căn ta lục dùl ông bì sật ní đại đất tế. Bạn dùl nè. Chô chơi lục không có thỏa rú. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir informé le témoin qu'il est libre de garder le silence. Toutefois, la défense a une inquiétude qu'elle souhaite soumettre à la Chambre. Comme vous le savez, les coprocureurs ont déposé une requête demandant l'application de l'entreprise criminelle conjointe. Cette requête est au numéro ERN 00 33 92 12 jusqu'au numéro 92-27. Au paragraphe 9 de cette requête, que nous n'avons pour l'instant qu'en anglais, il est indiqué que les procureurs considèrent que Duc a été partie intégrale d'une entreprise criminelle conjointe, ce qui inclut ses subordonnés à S21. Ceci veut dire clairement que le témoin ici présent, qui était subordonné de Duc, risque, si la Chambre devait faire droit à cette requête, ce témoin risque d'être poursuivi par le procureur. Qu'il garde le silence, pas qu'il ne garde pas le silence. Il me semble qu'il est de notre devoir d'informer à ce stade le témoin des risques qui pèsent sur lui. Il me semble qu'il est de notre devoir de permettre à ce témoin de s'entretenir immédiatement avec son propre avocat qui lui expliquera ce que c'est que l'entreprise criminelle conjointe et qui lui expliquera que si la Chambre devait retenir la requête des procureurs, il est susceptible d'être poursuivi ou bien devant ce tribunal ou bien devant un tribunal national. Donc avant d'aller plus loin, Monsieur le Président, je souhaiterais que vous informiez le témoin de ses droits
que vous lui donniez l'autorisation de rencontrer immédiatement son avocat, à moins que le bureau des coprocureurs ne renonce immédiatement et sur l'audience à sa requête concernant l'entreprise criminelle conjointe. Je vous remercie. Good afternoon, Your Honours. Good afternoon, Council. Your Honours, in relation to this matter, the prosecution has already advised the co-investigative judges that it would be not seeking any prosecution of this witness before the ECCC. This advice was given under Rule 28.4 prior to the witness being interviewed by the co-investigative judges. And the position of the current prosecutors hasn't changed. Regardless of the outcome of the joint criminal enterprise decision, Your Honours, as Your Honours are aware, that would not be contingent on whether anyone is prosecuted before the ECCC. However, having said that, we have given assurances to the co-investigative judges that we would be not seeking any prosecution of this witness before this court. We have given assurances to the co-investigative judges that we would not seeking any prosecution of this witness. Merci, Monsieur le Président. Deux observations. Tout d'abord, quand les coprocureurs ont indiqué cela au juge d'instruction, ils n'avaient pas déposé la requête dont je viens de parler et qui est extrêmement claire puisqu'elle parle bien de tous les subordonnés de S21. Donc cette requête est postérieure à ce que vous avez dit devant les juges d'instruction. Mais deuxièmement, vous dites aujourd'hui que vous ne poursuivrez pas ce témoin devant les CETC. Pouvez-vous affirmer dans cette audience que ce témoin ne sera pas poursuivi devant les juridictions nationales? Pouvez-vous le lui garantir? Si vous ne pouvez pas le lui garantir, je demande à ce qu'il puisse consulter immédiatement son avocat. Your Honours, of course, we've got no objections with this witness consulting any counsel in relation to his rights under Rule 28. But I just would like to reiterate that the prosecution of a person before this court does not depend on your ruling on the joint criminal enterprise motion.
Look, mom, nay, young, set up no jump up around the bar. May the week up, you could day France for Rue, ban the year young kid let her oi on your brethren. Rip chum, the way oi look, nung, ban tube, nung, may the week, the bar low. Some no so ta, ta, look. Mom nay, mean me the wee day, alone. Hi, me the wee, but look him away day. Yum, I don't mean me to wee day. Carl Pimono King, me to wee, not much room, yum. Mẹ thì vì nó chung mùa lục sợi chân đà. Lục chuộp chung mùi nâng mẹ thì vì lục sợi chân đà nâng vì nâng trong đâm nạ ca ná nâng đâm nạ ca chung phù mục chạc krom sư sạc khách krom thông kết rồi còn nâng bê krom mùa tiến. Nơi bê là tà la cá có hai nhóm vì lực muốn hơi ác hàn ọt bàn thơ nó. Cho đọt bê ní tà lục trời ca mê tử ví đà mây bực xa chìa muốn muốn nâng lục đò sợ khay cắm rư có giang mạnh. Nhóm trong miền mê thư vi đai. Còn bằng tay nhóm mình ách rau lưu chun mê thư vi bàn tê. Ở lần này đời miền hết này cả bằng hợp ông bị bánh hà ni bị mê tử vi cả bìa đầy ông đã chết lục phong sở rú hay bật mên tè miền cả lực lượng nử một tệ một chùm nuôn rồi bỏ đồng nàng thả về nhà ông đã chết phần tè cả áng nu cứ chia đồng nàng cả môn này đồng nạc ca sạm nạc ca hơi ca bì một nốt mình miền bị xông ôi ảnh vọt nơi ca thầm rung nơi ca thật tù khổ trứ mẹ dạ cắm hoặc rất cắm rùm tì bị xông nơi bỏ xạ bì nhá đang xông ôi ảnh vọt nơi thầm rung nơi ca thật tù khổ trứ mẹ dạ cắm hoặc rất cắm rùm nốt bàn và chun một đòn ông dùm ra nơi khăn ông lòng phíl nơi ông dùm ra chạp hát đàm tờ tù sân ông rương rực đầy lệnh xôn xôn mùi ni đàm bay chặt cả hay một đòn thằng ngày ni xạ xây chung mùa ông mòm náy bàn bằng hai chế bát lo tha cà lpì ông dùm ra anh chương nơi quật một đòn xạ khay căm nơi chụp một ông dùm ra cà lpì bì mốn đại ban khan từ vinh đại sa pilvili nơi ca bị phía xa đánh đau nhập buồn nẹt chìm nín hàng ăn trại chiết núng miền miền này giả pil với như hơi ở pil tới cả nó cứ miền ca còn trâu đời mình vì nẹt sợi chân đà hay nẹt pil ní lục mồm này cứ miền dân ông po chuyện lẽ thà quạt trời ca bị mình vì đầm bầy bị phía xa
មុននឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាតើគាត់ធ្វើផ្ដល់សក្តិកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះឬយ៉ាងណានោះដោយហេតុថានាពេលនេះអង្គជំរះបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ដល់សេវាមេធាវីដល់អ្នកសាក់សីមិនអាចដំណើរការបានទេហេតុដូច្នេះអង្គជំនុំជំរះប្រកាស ដំណើរការសមនការស្ដាប់សក្តិកម្មចំពោះសាក់សីឈ្មោះមុំណៃហៅច័ន្ទសម្រាប់រុស្ស៊ីលនេះត្រឹមនេះហើយអង្គជំរះក៏មិនបានគ្រងទុកនៅសាក់សីផ្សេងទៀតដែរដូច្នេះអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកដំណើរការសមនការសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ត្រឹមនេះហើយអង្គសម្មការប្រកាសបន្តដំណើរការសម្មការនៅថ្ងៃស្អែកចាប់វេលាពីម៉ោង9ព្រឹកទៅមន្ត្រីតុលាការសូមអញ្ជើញសន្និបាតរួមលោកមុំណៃដើម្បីឲ្យលោកបានត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងសម្រាប់សំរុំហើយឲ្យនាំគាត់ត្រឡប់មកកាន់សាលាសម្មការវិញនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុន ម៉ោង9ព្រឹកអ៊ំមុំណៃអញ្ជើញទៅចុះអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញចុះហើយចាំស្អែកសូមអញ្ជើញមកម្ដងទៀតណាអ៊ំហើយអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោទទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលាសម្មការនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9